Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với chân hồng xe hơi. Tiện có anh khách qua xem mẫu bán tải một cầu số tự động mới lên giá 650 triệu. Thực chất nó là bản 630 thời điểm trước nhé. Tuy nhiên thì đây như anh chị mà quan tâm bán tải ấy, như em cũng nói ở trong nhiều video rồi. Hiện nay thì cái thị trường bán tải nó khá là ít xe, mà để mà chúng ta có được cái mẫu xe lăn bánh giá vừa phải và không bị bia lạc thì chắc là mình nên tham khảo Mitsubishi Triton. Hiện nay thì mẫu xe này đang là 650 triệu, và cụ thể về khuyến mại hay giao dịch giao xe thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua line đường kèm trên màn hình nhé. Đối thủ của động xe đầu xe này có thể nói là hai lắc một cầu số tự động vào khoảng 608. Ford Ranger XLS AT là 662. Hiện nay thì hai lắc đang không có xe giao vì không nhập khẩu về được theo Euro 5. Và XLS AT thì nói thật là nó phải rơi vào khoảng tầm 60 triệu tiền tiền lạc, mà chưa chắc có xe nha anh chị nhé. Mình quan tâm một chút về các phiên bản thì Triton có 3 phiên bản chính là 650, 780 bản một cầu và 905 cho bản hai cầu. Đó. Mẫu xe này thì thật sự là chúng ta sẽ phải lắp thêm khá đồ chơi cho phiên bản 630 đó, 650 đấy. Nội thất nó cũng bình thường thôi. Đủ dùng. Tuy nhiên là nếu mà anh chị thật sự mà muốn một chiếc xe vừa tiền đẹp mắt mà lại đảm bảo cái công năng di chuyển ấy thì mình có thể cân đối với mẫu xe này nhé. Rồi, về tổng quan mẫu xe này này, chúng ta có cái lưới tản nhiệt và logo Mitsubishi khá là đẹp, mặc dù nó chỉ là nhựa thôi, cái này là nhựa nhé. Đó, đèn thì là đèn bi halogen. Đó, tuy nhiên chúng ta cũng có luôn cả đèn sương mù nhé. Cam lùi thì chưa có ở trên phiên bản này, cảm biến sau cũng vậy, cảm biến trước sau thì chưa có. Đó, ngoại thất thì khá ok, nội thất thì sẽ là một điểm trừ hơi đuối so với các đối thủ khác, nên là mình có thể cân nhắc thêm. Đây, nội thất của cái bản một cầu số tự động, bản rẻ nhất nhé. Các bác lưu ý giúp em là cái này bình thường ấy, nó sẽ có đầu hiển thị DVD thông số cơ bản. Tuy nhiên thì nếu mà xe chưa bàn giao cho khách hàng thì hãng cũng sẽ chưa lắp nhé. Đó, điều hòa, núm cơ, đúng không ạ? Vẫn rất là cổ điển và tiết kiệm. Chúng ta có một màn hình hiển thị nhỏ. Vô lăng thì ngoài nút điều khiển bình thường, chúng ta sẽ có thêm cruise control luôn nhé. Đó, điều hòa thì cơ bản thôi. Em có thể phân phiên bản đây.